Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nha anh em. Nhớ click vào. Hello nha, chào mừng nha, chào quay trở lại với channel mình nha, từ bá đạo mọi người nha. Xin chào anh em của game poker là chính mình nghe từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay chúng ta tiếp tục với server 1008 anh em đến qua đảng VIP 20. Đó anh em, nói chung thì không còn quảng cáo nữa các bạn. Ơi, thực sự các bạn. Vấn đề thời tiết cho anh em qua phần tác cộng đồng xem nhá. Sáng nay tôi hơi bận anh em. Hôm nay tôi bận nên tôi sẽ làm clip trước. Video này là người quay hôm trước anh em nhá. Không biết có gì hot không? Có gì hot tôi sẽ cùng anh em sau. Đây nói chung thì hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về cháu Nusamine Lihilego. Đấy. Đấy, anh em chị giá 7 triệu rưỡi đang hiện tại xuất hiện ở sự kiện lạp tuần trước của hôm qua anh em. Chứ hôm nay các bạn xem clip này là hết rồi. Thì để xem là cháu nó có đáng chơi không anh em. Ở đây tôi có dạng bá chủ luôn nhá, chứ không có dạng thường các bạn nhá. Đây. Pokemon này thuộc dạng hệ nham và độc các bạn. Ồ, nhìn khá là đặc biệt các bạn. Không biết là ở tập bao nhiêu tôi chưa xem các bạn, nhưng mà nhìn khá là hay. Nhìn đây nhìn con người đúng hơn các bạn. Uầy. Duyên của cháu này thì cũng không phải kích hoạt, cũng không phải là vừa anh em nhá. Đấy, Death Ho-O này. Đó, Death Ho-O anh em. Lihilego này. Ivetho và Dienga đấy các bạn. Đó, kích hoạt duyên thì cũng khá là ok các bạn. Đấy, khá là đặc biệt luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích từ úp đấy anh em. Úp đã được phân tích các bạn. Con này thì chắc con nàng này, con Pokemon này thì chắc từ bữa bị chuyển đi chắc là không chơi đấy anh em này, vứt xó luôn. Đó. À thì đã xuống đến Hoppa bá chủ còn vứt xó anh em biết rồi. Bạn đã xem cái đêm qua chắc biết rồi. Đấy. Hạc này thì đến Hoppa còn vứt khó, vứt sóc thì quên vứt góc thì mấy con này chắc là bình thường anh em. Nói chung thì tôi cũng chỉ nâng cấp qua qua thôi. Tí học qua ít skill rồi test thôi anh em. Đấy. Hạc này thêm nhan khá là ổn định luôn các bạn, rất là đủ luôn. Đấy, test cho test đầy đủ luôn anh em. Nên team gì có team đấy, không biết có tem độc không. Có thì test tem độc luôn các bạn. Nhưng mà trên đây không có Lihilego chắc là cũng khó test các bạn. Ở trong túi có thì không biết anh em, tí kiểm tra sau. Đó, ok, lên 30 nè. Skill thì đột phá rồi anh em, nhưng mà thôi đây tôi cũng cứ gọi là lâng lại anh em test cho sướng các bạn. Đằng nào cũng mất công vào test rồi anh em thì úp luôn, nâng cho sướng anh em. Rồi, chắc là được rồi anh em. Có lên nữa thì đừng chiến không chẳng tăng bao nhiêu đâu. Đấy, giỏi lắm nên 7 triệu đó cùng chứ gì đâu mà. Ở cái con nàng này thì nó búc cái chỉ số là quá ghê rồi anh em. Đây. Đây là các bạn nhìn này. Đó, mấy lần chưa lần gì sương sương anh em, 46k speed nhá. Riêng Crit bây giờ hiện tại cho nó đã là 278k, đam 267 rồi anh em này. Đó. Chưa mang gì đồ nhiều đâu các bạn. Anh em, skill này. Ui. Skill mình chuyển chắc là chưa học rồi anh em. Tôi sẽ ké cho cháu. Ô, cái loại này có nhiều này, cho ké cái đi, cho ké cái xịn nhá. Rồi, ok, sau đó thì chúng ta sẽ ép trận. Ủa, không có tốc à? Không có gia tốc à? Ồ, không có gia tốc 3 anh em. Hoặc cho tạm cái gia tốc 2 thì cũng được rồi. Trang phục bạc thì xem nào, có dư món nào dưới anh em. Rồi đến đâu dư nữa. Uầy. Dư số lượng 3 món anh em. Trời ơi, là đồ hạng 1 sao của Acer. À quên, của Acer anh em. Ôi. Ước mơ bao nhiêu anh em nông dân gọi nhìn mà thèm khát thật sự. Trời ơi. Nhìn ngon đá man ạ. À. Người thì không có mang, người thì vứt xó này anh em. Nhìn cái đồ này không thể anh em. Ui, có miếng hết ác 2 sao luôn, căng đấy nhờ. Ô không có, à đây anh em có cái. Ui, 5 cái cho gỗ các bạn, trời ơi. Tiến cấp này xem còn đồ không. Còn nhiều anh em nhưng thôi cũng không tiến đâu. Đấy, được rồi anh em, rồi. Huấn luyện chắc khỏi anh em, đấy, nói chung thì thế này được rồi. Xem qua skin cho nó nhá. Nội tại các bạn, ui ôi, nhìn cái quả nội tại kìa dài cả thước các bạn. Nhìn mấy cháu này mệt lắm này. Hệ thường à. Trong trận chiến tăng bản thân 10% HP mỗi khi hiệp bắt đầu, khiến mục tiêu ngẫu nhiên phe địch nhận một tầng hiệu quả phản bội. Trước khi nó hành động sẽ trừ đi 20 HP tối đa từ đồng đội ngẫu nhiên của nó, được cộng dồn 2 tầng sau khi bét hắc ám phe ta hành động. Ta có 80 tỷ lệ khiến bét địch ngẫu nhiên nhận một tầng phản bội anh em. Khi kích hoạt phản bội, lực hành động của bét hắc ám sẽ được tăng thêm và hồi 100 độ anh em. Cái gì đây? Neurotoxin anh em. Beta miễn dịch hiệu quả trúng độc, beta trừ bản thân có cứ tốn gì? Cứ tồn tại một bét hắc ám sẽ tăng cho bản thân toàn thể bét hắc ám beta 20% speed anh em. Của hắc ám là dòng nào ta? Deck này à? Deck hộ ô đây anh em. Deck hộ ô, deck nua, deck các thứ này anh em, để tôi xem nào. Kim rồng à? Ô, cháu này có kim rồng các bạn. Gì? Yeah.
khiến sát thương tạo ra của bản thân và mục tiêu giảm 90% một hiệp và khiến sát thương phải chịu của đối phương tăng 50% kéo dài 2 hiệp. Độ hắc ám chịu bản thân tăng hơn cho anh em. Con này đi với kiểu hắc ám anh em, bút hắc ám, tim này kiểu bút cho tim hắc ám như vậy. Con này kiểu như bút anh em. Tạo lên quần thể phe địch một sát thương crit không thuộc tính, nhận một tầng mỗi tầng bút sẽ khiến. Ủa anh em đọc đi các bạn, dài quá các bạn đọc nhá, 8 tầng các kiểu anh em. Rồi ghi lại đọc này anh em này. Khi bạo kích sẽ khiến một pet hắc ám trừ bản thân tăng mạnh hành động anh em. Ủa cái này kiểu như bút cho tem hắc ám các bạn nhỉ. Ulti các bạn, pet hắc ám feta trừ bản thân ta tăng mạnh hành động các kiểu anh em, đúng bút hắc ám rồi anh em. Theo tôi được biết hắc ám thì chúng ta có bao gồm đó là cháu Deho à? Deho có hệ hồn không? Có bay chứ nào? Không phải bay à? Deho không phải nằm bên hệ bay anh em, hệ ác à? Đây anh em, có Dienga này. Này tôi nhớ có Deho mà, Deho hệ gì ta? Hệ lửa à? Hệ lửa ác à? Chắc phải có lửa chứ. Có đâu rồi? Hay nằm trong túi anh em, từ từ vào trong nắp, từ từ anh em vào laptop xem nào. Tôi nhớ là tôi vừa mới kích hoạt duyên xong các bạn, vừa mới kích hoạt duyên hắn còn thấy đấy mà đâu rồi. Ô vô lý nhỉ, hay là nó hệ gì ta xem nào. Từ từ anh em lướt từ từ đi, kiếm cho đéo ô đây nào. Vừa mới kích hoạt duyên xong mà, tôi nhớ vừa mới tức kích hoạt duyên cho nó tức thì xong đây này, đâu mất rồi. Hay chưa có nhỉ? Như chưa có chứ. Từ từ kiểm tra anh em duyên nào. À ừ chưa có bạn. Trời ơi đi tìm cái con Pokemon không có anh em. Ảo tưởng quá. Đây luôn anh em. Dòng hắc ám là chắc mấy cháu này à. Thế tí test sau anh em. Đánh đơn đấy nhá. Test đơn ván ra các bạn. Test đơn đã. Viện trợ mang cháu này đi anh em. Ui dồi viện trợ một đống này. 9 triệu các bạn. Trời ơi. Lưng xương xương anh em 9 triệu rồi các bạn. Ô kìa. Càng thế. Có ai để đánh không? Để xem anh em quay để đánh không đã. Ô nhiều nha, đánh team 10 triệu chứ các bạn. Và team 10 triệu này ghé làm ván đi. Test thử với bác 10 triệu này xem sao anh em. Đó. Test kêu với bác 10 triệu này xem sao nhá. Ok, tôi sẽ để chuỗi 2 và auto anh em. Book này. Con này gần như là kiểu chỉ book rồi anh em. Theo khả năng phán đoán của cá nhân tôi thấy cháu này chỉ book thôi các bạn, ăn rồi book thôi. Đó, ăn rồi book thôi anh em chứ gần như là không có khả năng tấn công mấy nhá. Ồ, nói vậy, uầy, nói vậy anh em. Đùa, đừng coi thường người khác đây đi đâu anh em. Trời ơi, uầy. Đau quá nhờ, nó rồn cái kiểu nội tại là anh em cũng đánh đau ấy chứ. Rồi, chắc tôi combo phát anh em, để tôi đánh tay nào. Ok anh em, tôi sẽ test với mấy tem hai mấy triệu này anh em. Rồi, lên team hai mấy triệu đánh coi anh em. Rồi, test xem nào, giờ tôi sẽ đánh tay các bạn, auto đấy nhá. Nãy giờ auto được rồi. Lần này chúng ta sẽ tấn công đánh bằng tay anh em, book này. Đó, cái này sao? Quần thể. Úi giời, hòa đá các kiểu anh em. Vẫn dính hiệu ứng à? Rồi, bước môi trường lên. Kin này một kin độc anh em. Xem nào, xem ulti cho nó sao anh em. Con này có kin lại rồng mà, bút kin lại rồng nên đánh anh em, quên mất. Tôi bút kin lại rồng nên đánh cho nó bạn. Ô kìa, băng hoài vậy, ô kìa nữa. Con này em ơi đừng đóng băng nữa. Ô nữa. Trời ơi đóng băng hoài luôn các bạn. Buồn đấy nhờ. Đứng chịu trận các bạn. Né ra tôi dùng kim rồng đầu tiên hiểm lý hơn. Ok lại nào. Lại các bạn không sao nào. Lại. Nói chung thì con này kiểu như bút cho tim hắc ám đấy anh em. Khi nó đánh thì cũng không thấy nhiều cái kim nào đặc biệt các bạn. Đó. Rồi bỏ qua này. Vẫn vậy anh em, đánh tin này không chừng không ăn được. Nhưng mà nếu cho điên ga đồ vào đây thì coi như mấy cháu nó cần tim rồi anh em. Cháu này gọi gì test nữa các bạn. Đánh tem bay coi. Đúng không? Nếu mà cho tim đi điên, chúng ta cho điên ga đồ thứ vào đây thì coi như là cháu này chỉ là test thôi. Quên đi hỗ trợ thì test nữa anh em. Ồ nén luôn à. Rồi hồ nó quá.
Không, kin đánh thì cũng được anh em, nhưng mà thấy kiểu thuộc dạng hỗ trợ nhiều hơn nhá. Đánh cháu này thấy kiểu dạng kiểu hỗ trợ nhiều hơn các bạn. Kin rồng này. Rồi, quả này bút môi trường tôi sẽ ulti dạng bá chủ cho nó luôn anh em. Ulti dạng bá chủ cho nó anh em. Kin hệ độc này. Vô hiệu hết các bạn, vô hiệu hết. Vô hiệu mới đau anh em. Không hề dính độc luôn ạ. À. Đi với hạ ám mà. Nói rồi tôi cũng không thuận lắm, nhưng mà test thấy con này đánh đơn kiểu nó búp không, nó búp à các bạn. Cảm giác như kiểu bét búp ấy nhờ. Nham là anh em, thử cho một vài cháu, nếu mà cho một vài cháu này vào thì nó mất đi cái giá trị cháu này anh em. Nhưng mà kin đọc qua kin thì thấy con này toàn búp là nhiều các bạn, thật sự luôn. Thế cá nhân tôi hóa tôi thấy nó toàn búp nhiều. Bỏ đi, test này nữa anh em. Tôi phải cầm cái biệt đội rồi đây anh em. Trời ơi, ước mơ từ bướn dậu, nhưng mà được chế độ cao quá bạn, 140 triệu trời ơi. Và tôi nháy phát anh em, và nháy cái cho đỡ buồn tay ạ. Ở đây cái bạn nuôi bác này là 600 triệu à, 6 đâu 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 anh em, 60 60 triệu anh em. Từ 60 triệu bạn là cao nhất, trong khi team này của tôi nó lên tận 140 triệu. Trời ơi, cái này sao chơi khủng quá các bạn, quá khủng khiếp luôn. Rồi tạo sát thương hệ băng này, một bốp mưa lên nào. Đây là con dạng bá chủ rồi anh em. Ôi trời ơi, ulti nào khỏi bàn anh em, không còn nói cũng biết rồi các bạn. Đó chắc chắn là ấy rồi. Ôi kìa, có dạng đây mát rồi anh em. Đây đây, tung kim nào. Ok, cộng hưởng luôn. Yo. Ái chà, đội bạn chịu gió nhiệt nhờ. Yo, gió nhiệt ghê anh em. Kim rồng coi, búng kim rồng mọi người. Tiếp này. Ok. Đánh như vậy mà nó miến nhiếm ghê vậy. Hách đam à. Có hách có bút dùng anh em. Trời ơi, cho nó ra trận anh em. Ui, chỉ số khi ra trận các bạn. Ừ, đây là chỉ số mấy cháu nó ra trận các bạn. Trời ơi, còn gì nói không ạ. À? Các bạn còn gì nói với cháu nó không ạ. À? Đánh này sang năm cho hô mới đánh các bạn. 47k speed anh em. Đứng nhìn hai cháu của tôi nó đánh các bạn. Trời ơi, nó đánh không thương tiếc luôn các bạn. Đánh mới bao giờ mới xong. Trời, như kiểu đi đập đá ấy nhỉ. Mà con này nó chịu nhiệt kiểu gì hay ta. Miến hết kìa. Ô, gây sát thương như vậy mà không toang anh em. Như hay ý nhờ. Đùa như hay thật sự các bạn nhá. Đúng như hay anh em. Mà đùa các bạn, đúng như hay luôn chứ không. Ô kìa, vui vậy thôi. Thế thôi anh em. Ok, nói chung thì video ngày nay thì cũng để chiều nó vào test cháu đấy là chính các bạn. Ok, nói chung thì anh em có hứng thú với trận Pokemon nào cứ comment dưới video, tôi sẽ là trả lời clip sau cho anh em nhé. Đó. Nói chung thì ở clip ở bên con đằng này tôi sẽ còn vài series nữa cho anh em xem. Đó, clip này kết thúc tại đây, hẹn gặp anh em clip tiếp theo. Giờ đi, bye bye.